đôi đi. Để rồi em sẽ nghĩ hay chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng em không nói được, chỉ em thêm đau mình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình hãy thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em không quên đi gì mà xưa. Lời yêu đó lúc trước ta có rơi xa nhiều, từng đêm xuân như mai cây non cũng từ giờ. Vì anh sẽ nghĩ ra chưa quen biết nhau, mọi người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước ta có rơi xa nhiều. Ông chủ bộ cấu hình karaoke sẽ thể hiện. Anh tên gì nhỉ? Đức Thắng. Anh Thắng rồi. Anh Thắng rất là vui. Ok. Chuyên sự kiện nhà hoạt. Alo. Karaoke đẳng cấp. Liên hệ bác Hưng nhá. Giá phục vụ hợp lý thôi, rẻ thôi. Vì mua bộ của bên em như là đã đẳng cấp rồi nhưng mà giá cực êm luôn nhá. Êm du luôn. Sau này sẽ mời anh ông chủ sẽ thể hiện ca khúc Venezo. Ca khúc được mang tên Hát nữa đây em. Rồi. Cưới con trai con gái bảo anh Hưng thế anh Hưng nhá. Dây cắm chuyên nghiệp phía ngoài ấy, vị trí này ra để máy tính rồi các đứa. Đúng chất nghệ sĩ đấy. Ai phải đứng hát trước cái sân khấu này thì nó mới hay hơn. Cái monitor đó đứng là hát. Anh tổ chức cả sự kiện nhà bạn thôi.
Tiếng echo rất mượt và âm thanh đều đặn trung thực. Ai có thể hát được cái bộ ca kê sự kiện này? Có những bộ ca kê sự kiện rất là khó hát, nhưng đối với bên đàm yêu căn chỉnh phối giáp lắp giáp thì rất là dễ hát luôn nhá. Âm thanh của A-Day thì đánh xa 500-700 vuông thoải mái luôn. Những đôi A-Day này thì ông dành đánh rất mạnh, đặc biệt giúp kép 50, tất cả di chuyển dễ dàng cho lòi. Anh lên trên này hát đâu có cả monitor, nó hát sân khấu hay. Cảm nhận bộ âm thanh như thế nào? Có mạnh không? Quy lực mà hát nó phải nhẹ nhàng như máy này.